năm nay thì sẽ hướng dẫn các em cách viết tiêu chuẩn để tạo ra để sử dụng các picker và concepta trên cái ELF Engine như thế nào. Thì để làm bài này thì đầu tiên mình sẽ mở ra, mình sẽ tạo ra một cái bài Yeah.
bạn đi xem mình sẽ làm một tập bạc. Rồi, bài tiếp theo mình sẽ làm tập thất 3. Để làm tập thất 3 thì mình sẽ tạo một cái file tên là app tập thất 3. .cs. app.tab3.cs này mình sẽ làm gì tiếp theo? Rồi, trong này thì đơn giản ha, mình sẽ sử dụng cái gói thư viện tab3 vào. Như sau ha. Một cái là khai báo rìa ha, một khai báo cả tab3 vào. Bây giờ sau đó mình tạo một cái lát content app.tab3 vào. Đây, tab3 Dash content hidden file background là màu như thế này. Em thể thay đổi màu khác được. Solution true. Rồi để xem nó như thế nào thì mình sẽ mở vào đây. Mình sẽ thêm cái app Dash 3 vào. Mở nó vào đây. Và các em sẽ thay này bằng app Dash 3. Được chưa? Sau đó lưu lại. Và đồng thời cũng phải lưu lại cái này luôn. Rồi xong rồi thì mình gì? Cài lại chương trình. Và cùng chờ đợi kết quả của nó. Right.